Bạn đang lắng nghe sách nói tại Waka FM. Sau đây là phiên bản tóm tắt của cuốn sách Muốn ăn được an, tác giả Cố Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, dịch giả Sư Cô Chân Hội Nghiêm. Muốn ăn được an là cuốn sách được dịch ra từ nguyên tác tiếng Anh B&B của Cố Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Ông là nhà lãnh đạo Phật giáo, nhà văn, nhà thơ có tầm ảnh hưởng lớn tại Việt Nam và cả trên thế giới. Năm 1967, khi được đề cử giải Nobel Hòa Bình, ông được mục sư người Mỹ Martin Luther King kính trọng gọi là một tông đồ của hòa bình và bất bạo động. Được viết năm 1987, cuốn sách Muốn ăn được an vẫn còn giữ nguyên giá trị trong cuộc sống hiện đại Việt Nam ngày nay. Đời sống vật chất khấm khá, nhịp sống xô bồ khiến ngày càng nhiều người đi tìm sự bình an. Cuốn sách cho độc giả câu trả lời đơn giản và hơn hết, mỗi người có thể ngay lập tức thực hành để có được sự an lạc trọn vẹn trong tâm hồn. Ngay từ đầu cuốn sách, tác giả đã chỉ ra điều hiển nhiên mà chúng ta thường quên mất, đó là cuộc sống không chỉ có khổ đau. Nếu chỉ để ý đến khổ đau thì rất tội nghiệp. Dù trên thế giới có biết bao đau thương như chiến tranh, loạn lạc, đói nghèo, thì cuộc sống vẫn tràn đầy những điều màu nhiệm như trời xanh, mây trắng, nắng ấm, ánh mắt trẻ thơ. Chúng ta cũng không cần cố gắng để cảm nhận chúng. Bất cứ ở đâu, khi nào, ai ai cũng có thể tận hưởng hạnh phúc, miễn là ý thức được sự màu nhiệm này, không để sự bận rộn cuốn mình đi và sẵn sàng đối mặt bản thân. Để nhắc nhở mình buông thư và giữ tâm bình an, sư thầy Thích Nhất Hạnh tặng người đọc một bài thi kệ. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại, giây phút đẹp tuyệt vời. Khi tự thân hạnh phúc, bình an, chúng ta sẽ mỉm cười và nở ra như một bông hoa. Khi đó, mọi người chung quanh ta, từ gia đình cho đến xã hội, ai cũng được thừa hưởng. Nhiều khi, chúng ta có cảm giác bất lực và tuyệt vọng, nhưng như thế mọi thứ chỉ tệ hơn mà thôi. Sư thầy nhắc chúng ta phải bình tĩnh để nhìn nhận mọi thứ rõ ràng, sáng suốt qua cách thiền tập, ý thức được tình trạng đang xảy ra và tìm cách cứu chữa. Bụt, Pháp, Tăng chính là ba viên ngọc quý để thiền tập, để thực hành tỉnh thức. Bụt là người tỉnh thức. Bụt không ở trong tượng, Bụt không sống giữa loài người. Bụt chính là ta và ta chính là Bụt. Những ai có tỉnh thức, có hiểu biết thì được gọi là Bụt, đơn giản như bài kệ trồng cây. Tôi gửi tôi cho đất, đất gửi đất cho tôi. Tôi gửi tôi nơi Bụt, Bụt gửi Bụt nơi tôi. Pháp trước tiên được nhận diện qua những lời dạy Đức Thích Ca Mâu Ni truyền lại qua bao đời, nhưng không chỉ là ngôn từ. Đức Ngài trước khi nhập diệt đã nói với đệ tử rằng: quý thầy hãy lấy giáo pháp của ta làm người thầy cho chính mình, người thầy không bao giờ bỏ mình mà đi. Pháp chính là con đường tỉnh thức, con đường của tình yêu và sự hiểu biết. Một người không cần nói, không cần dạy, chỉ cần có mặt một cách tỉnh thức cũng đã là biểu hiện của pháp thân. Tăng là đoàn thể của những người nguyện sống đời tỉnh thức. Có tăng thân, chúng ta sẽ thực tập dễ dàng hơn. Thiền tập hay thực hành theo đạo Bụt là cách để cho chúng ta có thanh tịnh, làm khởi phát hiểu biết và thương yêu. Theo cách phân chia của đạo Bụt, mỗi người là do ngũ uẩn hợp lại mà thành. Năm uẩn đó bao gồm sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Thọ hay cảm thọ chính là cảm nhận sự thay đổi chung quanh. Mỗi ngày chúng ta có rất nhiều cảm thọ, cái này trấn ngự một thời gian rồi đến cái khác. Khi thì là buồn khổ, khi thì tức giận, bực bội hay sợ hãi. Chúng như một dòng sông mà ta phải nhận diện và xử lý. Thiền tập chính là ý thức được từng cảm thọ. Thọ gồm có lạc thọ, khổ thọ và trung tính. Mỗi người có cảm nhận khác nhau về cùng một việc. Việc nhìn thấy chỉ là trung tính với người này, có thể là phép màu với người khác. Khi thiền tập, ta ý thức được những điều ta tưởng là bình thường hay đau khổ lại là may mắn và hạnh phúc. Khi thắp sáng ý thức, chúng ta có thể chuyển hóa những cảm thọ trung tính thành lạc thọ và kéo dài hạnh phúc đó trong thời gian dài. Thiền sư Thích Nhất Hạnh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiền tập để chế tác hạnh phúc bằng cách nhắc lại rằng khi ta hạnh phúc thì mọi người xung quanh ta đều được thừa hưởng. Đạo Bụt dấn thân khác giới tư tưởng thiền tập là bỏ lại sau lưng tất cả những rắc rối liên quan đến gia đình,
xã hội, chỉ là cá nhân thực tập để tìm kiếm an lạc. Thiền tập không nằm ngoài xã hội, không trốn tránh xã hội mà chính là chuẩn bị để đi vào lại xã hội. Tác giả cũng ý thức rằng, việc bị văng ra khỏi xã hội là rất dễ xảy ra. Nhiều người thực tập đạo mục là người trẻ và có trí thức, họ trở thành Phật tử vì đau khổ tâm lý, hy vọng thiền tập là con đường giải thoát cho bản thân mình. Tuy nhiên, khi bước chân vào chốn thiền tập, người Phật tử cũng mang theo thương tích, vết sẹo của xã hội vào cái chọi tranh. Dưới ánh sáng đạo Phật, không có cái ngã cá nhân ấy. Chỉ có những ai đứng vững trên đôi chân của mình, ở lại với xã hội, mới có thể là hy vọng cho sự an lạc và hòa bình thế giới. Điều thiền sư thích nhất, hạnh quan tâm nhất, đó chính là phá bỏ ngăn cách giữa hai thời điểm, thiền và không thiền trong sinh hoạt hàng ngày. Chúng ta đã tạo ra một bức tường ngăn cách, thiền tập chỉ dành cho những lúc công phu ngồi thiền, đi thiền, tụng kinh, còn lại thì không. Làm sao để có thể đem thiền ra khỏi thiền đường, để luôn thực tập ý thức được cảm thọ của mình? Tác giả lấy dẫn chứng từ chuyện người phụ nữ ngồi tụng kinh gõ mõ bị người láng giềng cố ý làm phiền để chỉ ra rằng thiền tập quan trọng chất lượng chứ không phải số lượng. Nếu thiền tập đúng đắn, chúng ta sẽ hiểu biết hơn, biết yêu thương, bao dung hơn. Cuộc sống quá bận rộn, nhưng quan trọng phải ý thức được điều gì đang xảy ra. Cái xảy ra không chỉ ở chốn này, mà còn ở nơi khác. Thiền sư lấy ví dụ đơn giản như việc ăn bánh mì, đi xe gắn máy. Tất cả đều chịu chung trách nhiệm trong việc hủy hoại hệ sinh thái. Bởi vậy, trái tim thiền tập chính là làm việc cho hòa bình. Khi xảy ra xung đột, cần dùng đến các phương pháp đối diện trong chánh niệm, ngồi yên và nhớ lại những chi tiết từ quá khứ. Không cố chấp, lấy rơm phủ bụng giúp người khác lắng dịu cơn giận, tự sám hối, cuối cùng là cùng nhau quyết định và chấp nhận kết quả. Tiếp đến, thiền sư Thích Nhất Hạnh một lần nữa đề cập đến đạo mục dấn thân với khái niệm tiếp hiện. Đây cũng là một dòng tu được lập ra để thực tập 14 giới, bao gồm thái độ cởi mở, phá bỏ kiến chấp, tự do nhận thức, ý thức về khổ đau, nếp sống lành mạnh và từ bi, chăm sóc cơn giận, hiện pháp lạc trú, xây dựng đoàn thể tu học chân chính và duy trì sự truyền thông, ngôn ngữ chân thật và từ ái, bảo vệ và nuôi dưỡng tăng thân, chánh mạng, tôn trọng sự sống, tôn trọng quyền tư hữu, tình thương đích thực. Trong chương cuối cùng của cuốn sách, tác giả một lần nữa nhấn mạnh thiền tập là gia tài quý giá nhất của đạo mục. Chúng ta phải thiền tập trong trạng thái vui tươi, phải cười nhiều mới có thể thiền tập được. Muốn được người khác thương thì chúng ta phải dễ thương. Thiền sư lấy đề tài một đứa con trai hư hỏng để làm đề tài quán chiếu. Thay vì phủ nhận hay suy nghĩ về những đề tài khác, phải đối diện với vấn đề cần quán chiếu. Bước đầu tiên là phải dừng lại những suy nghĩ, cảm thọ đang xâm lấn khiến chúng ta không thể định tĩnh. Đếm hơi thở hay theo dõi hơi thở chính là một cách để dừng lại. Một khi đã định, chúng ta có thể nhìn sâu vào vấn đề, hiểu được tình trạng và bản chất. Đó chính là phương pháp chỉ và quán dừng lại và nhìn sâu. Nhìn sâu mới hiểu thấu, càng hiểu chúng ta càng thương. Hiểu biết là suối nguồn của yêu thương. Thực tập theo đạo mục chính là thực tập như thế. Có nhiều cách để chỉ và quán, có thể là ngồi uống trà trong một buổi thiền trà, là đi thiền. Đi trong sự thích thú, đi không phải để tới, mà chỉ để đi, tận hưởng giây phút hiện tại. Hoặc đơn giản hơn, là ngồi cùng nhau quanh bàn ăn, thở sâu thật chậm rãi và khoan thai, thở khi có điện thoại reo, thở và mỉm cười. Tất cả những cách được thiền sư Thích Nhất Hạnh nêu thật đơn giản, quả thực muốn ăn sẽ được an. Chỉ có thực tập chánh niệm chúng ta mới có thể chế tác được an lạc. Tự thân ta hạnh phúc, bình an thì mới có thể hiến tặng hạnh phúc và bình an cho người khác. Bài thi kệ của thiền sư với những từ thấm đậm giáo pháp, tĩnh lặng, mỉm cười, hiện tại, tuyệt vời là con đường ngắn nhất đi đến an lạc, là cẩm nang quý để các thiền sinh và Phật tử, hay bất cứ ai đang cầu an có thể thực hành. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe phiên bản tóm tắt sách Muốn Ăn Được An, nội dung được tóm tắt bởi Minh Khang. Đừng quên thường xuyên truy cập vào Waka FM và đón nghe những cuốn sách hữu ích bạn nhé.
Waka FM, sách nói của người Việt. Waka FM trở thành đối tác tin cậy của các nhà phát hành sách uy tín trong nước, cung cấp hơn 1.500 sách nói có bản quyền cùng với các phiên bản tóm tắt sách chất lượng. Waka FM luôn nỗ lực nghiên cứu hình thức thể hiện nội dung sáng tạo, trở thành đơn vị tiên phong sử dụng hệ thống đa giọng nói Bắc, Trung, Nam phù hợp với người dùng trên mọi miền Tổ quốc. Tích hợp nhiều tính năng ưu việt, bạn có thể nghe sách nói tại Waka FM mọi lúc mọi nơi, ở chế độ ngoại tuyến và trên bất cứ nền tảng nào. Với mong muốn mang tới những tiện ích tối ưu nhất, Waka FM tích hợp công cụ tìm kiếm nhanh chóng bằng giọng nói, đánh dấu và ghi chú nội dung theo chương, theo phần của cuốn sách, giúp bạn có thể dễ dàng tìm kiếm và nghe lại. Cho phép người dùng xây dựng tủ sách cá nhân và các bộ sưu tập sách nói riêng có thể chia sẻ gửi tặng tới bạn bè. Để có những trải nghiệm nghe sách nói tuyệt vời nhất tại Waka FM, hãy truy cập ngay website fm.waka.vn hoặc tải ứng dụng Waka trên CH Play và App Store.